khách hàng họ sẽ mua hàng với những ai họ yêu thương, quý mến và tin tưởng thôi. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái cảm xúc mà mình cho đi ra ngoài vũ trụ. Cái cảm xúc mà các anh chị cho đi nó sẽ đến trực tiếp với người cần nhận luôn. Nên thành ra là cảm xúc nó phải có cái sự chân thành, cảm xúc nó phải mạnh mẽ. Thì sao ạ? Thì nó mới đến trực tiếp người cần. Mình mới có thể giải phóng được cái cảm xúc không tích cực của mình ra ngoài, và mình giúp cho người kia cũng giải phóng được ha, và tự dưng cái mối quan hệ của cả hai trở nên hòa hợp. Và ở đây tác giả cũng chia sẻ với các anh chị rằng là nếu mà trong tương lai có một cái mối quan hệ nào trở nên không có được dễ dàng, đúng không ạ, thì hãy nhớ sử dụng phương pháp nhịn màu này ngay lập tức. Bạn sẽ ngăn chặn những cái khó khăn ngay từ khi nó mới hình thành và khiến cho mối quan hệ ấy sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Ok ha các anh chị. À, vậy thì Diễm nói các anh chị rằng đó là cái nền tảng để mà các anh chị có một cái cuộc sống tài chính nó phát triển, nó đột phá ha. Nếu mà anh chị nào ở đây thật sự các anh chị rất là mong muốn là mình vừa thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc, thì có hai cái nền tảng đầu tiên mà mình cần phải chú ý để mà mình gọi là phải có. Đó là đầu tiên là cái nền tảng về sức khỏe ha. Các anh chị cần phải học cái cách là ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý, làm sao để mình có được cái sức khỏe tốt nhất. Khi mình đã có cái mình biết cách chăm sóc sức khỏe của mình á, mình có cái sức khỏe tốt rồi, lúc đó mình mới có được cái sự tập trung 100% cho cái sự nghiệp của mình. Cái nền tảng thứ hai đó là cái nền tảng về mối quan hệ. Cái chị phải học cái cách làm sao để mà mình có thể xây dựng được những cái mối quan hệ với những cái con người xung quanh. Và nếu như mà các anh chị biết cách xây dựng mối quan hệ với càng nhiều người thì sao ạ? Các anh chị sẽ càng có nhiều tiền. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng họ sẽ mua hàng với những ai họ yêu thương, quý mến và tin tưởng thôi. À, nếu mà anh chị nào ở đây mà còn đang kinh doanh nữa, mơ ước trở thành doanh nhân nữa, thì mình phải học cái cách xây dựng mối quan hệ nghe chị. Bởi vì nếu như mà mình không có xây dựng được mối quan hệ với ai thì khỏi phải kinh doanh luôn. Bởi vì sao ạ? Đâu ai mua hàng của mình đâu kinh doanh. Các anh chị có mua hàng của cái người mà các anh chị không thích không? Cái người mà không ưa, các anh chị có mua hàng của họ không ạ? Các anh chị trả lời thật lòng giống Diễm nè, cái người mà không ưa nè thì mình có mua hàng không ạ? Không. Nên là mình còn chuẩn bị mình kinh doanh, hay anh chị nào mà đã kinh doanh ở đây rồi thì cái việc mà mình xây dựng cái mối quan hệ là với mọi người nó cực kỳ quan trọng luôn. Khách hàng họ chỉ mua hàng vì những ai họ yêu thương, quý mến và tin tưởng thôi. Nên là thành ra là không những là mình biết cách xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh của mình, mà mình còn có thể là mở rộng những cái mối quan hệ ra với rất là nhiều người khác, thì các anh chị mới có thể là mình kinh doanh thành công được. Bây giờ kinh doanh nó cần mình phải biết cách xây dựng với là nhiều mối quan hệ. Nên là anh chị nào ở đây mà các anh chị đang tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chậm thoái hóa vàng của câu lạc bộ, các anh chị được hướng dẫn đó là mỗi ngày mình cần phải biết cách xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh trên internet, đúng không ạ? À, và mỗi ngày các anh chị chỉ cần xuất hiện trên kênh của mình để mình trao giá trị thôi, trao những cái bài học, những cái giá trị thôi. Vậy thì những cái điều đó để làm gì ạ? Để mình xây dựng mối quan hệ đó với khách hàng của mình đó, mình cho khách hàng của mình, nhưng mà cho khách hàng của mình những thứ mà họ cần, giúp đỡ cho họ có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thông qua cái kênh của mình. Thì các anh chị thấy rằng là sau một thời gian họ học, họ theo dõi, đúng không, và cuộc sống họ trở nên tốt đẹp hơn, thì họ có yêu thương, quý mến, tin tưởng mình không? Chị hỏi các anh chị chẳng hạn như mình đang cuộc sống mình đang chưa thuận lợi, để có một cái người quý nhân xuất hiện hướng dẫn cho mình có cái cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, thì các anh chị có yêu thương, quý mến và tin tưởng họ mà có, đúng không ạ? Và khi mà cái cuộc sống của mình đang cần một cái món đồ nào đó, và mình biết rằng là cái người mình yêu thương, quý mến, tin tưởng họ đang kinh doanh về cái món đồ đó, thì các anh chị có mua họ luôn cho nhanh không? Hay là mình phải đi ra đường, mình đi tìm kiếm? Hỏi thiệt, cho nó nhanh, đúng không ạ? À, cái người này là mình biết về họ và mình rất là yêu thương, quý mến, tin tưởng họ, và mình cũng biết rằng họ đang kinh doanh cái món này và nhà mình cũng đang cần. Đúng không? Mua liền, không có phải suy nghĩ nhiều. Đó. Hai cái chị ha, nên là thành ra là anh chị nào mà tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân chậm thoái vàng câu lạc bộ, chăm chỉ lên, chăm chỉ. Câu lạc bộ đã chia sẻ các chị những cái bí kíp để mình xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet rồi. Chăm chỉ lên mỗi ngày cho giá trị giúp đỡ cộng đồng đi. Cái chủ đích của mình á là mình đang xây dựng mối quan hệ với mọi người,
mình đang trao giá trị để giúp đỡ cho mọi người, đơn giản vậy thôi, không có bán hàng gì trên đó đâu. Hai chị tự động khách hàng mua hàng luôn. Rất là tuyệt vời. Anh chị doanh nhân coi như là xây kênh nghiêm túc vô nha. Ok mà, các anh chị doanh nhân trong đây ok không ạ? Comment tôi ạ. À, chủ đích của mình là gì? Là mở rộng mối quan hệ. Nhớ giúp Diễm đi. Chủ đích của các anh chị, câu lạc bộ hướng dẫn cho các anh chị làm những cái video marketing mỗi ngày, đó là để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. À, mỗi ngày chỉ cần sao à, chỗ có vài khách hàng họ biết đưa họ họ biết tới mình thôi thì chúng nói với các anh chị là ngon lành cành đào rồi. Đối với các anh chị mới đúng không ạ? Nếu đừng than, những than sao video của mình có 10 người xem, 20 người xem, trời đất ơi, mỗi ngày mà có 10 khách hàng xem, xây dựng mối quan hệ với 10 người tuyệt vời không ạ? Biết ơn chưa ạ? Chứ xưa mình cứ đi làm từ sáng đi làm tối về nhà có xây dựng mối quan hệ được với ai đâu. Giờ có mỗi người có 10 người, 20 người, 30 người, rồi từ từ 100 người, đúng không? Rồi 1.000 người, rồi 10.000 người, rồi 20.000 người, có những cái video lên trend nữa mà mình chạm có tới cả triệu người. Trời ơi, Diệm nói với anh chị nghĩ sao khi các anh chị có hàng triệu người bạn yêu thương quý mến tin tưởng mình, bán hàng như hơi thở nha, bán hàng như hơi thở luôn. Nên là thành ra là chăm chỉ lên, chăm chỉ mỗi ngày cứ đi xây dựng mở rộng mối quan hệ với khách hàng của mình này các anh chị ha. Anh chị nào ở đây mà các anh chị đang ước mơ trở thành doanh nhân, hay là mình đang kinh doanh rồi nhưng mà mình kinh doanh không có hiệu quả được mà, thì Diễm nói với các anh chị rằng là hồi xưa Diễm đã từng như vậy. Và khi mà Diễm tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chợ hóa vàng câu lạc bộ đúng không ạ, thì Diễm đã gọi là bán hàng như hơi thở luôn các anh chị. Mình xây dựng được cho mình những cái hệ thống kinh doanh trên internet à, và giúp đỡ rất là nhiều khách hàng, và cái gọi là quy mô của công việc kinh doanh của Diễm nó gia tăng lên gấp 100 lần từ khi mà Diễm tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân chợ hóa vàng. Nên anh chị nào ở đây mà các anh chị chưa có tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân và các anh chị thật sự khao khát muốn thay đổi cuộc sống, thì các anh chị có thể là hỏi trưởng nhóm của mình mà cái điều kiện của nhóm rèn luyện doanh nhân chợ hóa vàng câu lạc bộ á, để mình tham gia. Còn hay lắm đó các anh chị, học xong là mê đó, học bán hàng tiềm thức xong là mê luôn. Như là nên là tại sao các anh chị thấy có rất nhiều anh chị lên là mình thành công đúng không? Mà các anh chị có nhiều anh chị đâu có kinh doanh gì đâu, có nhiều anh chị là bán thuốc tây, có nhiều anh chị đi làm hưởng lương, có nhiều anh chị làm văn phòng, là vị trí xuất phát điểm, có nhiều anh chị trước khi vào câu lạc bộ là sinh viên đúng không ạ? Nhưng mà lên ăn mừng thành công các chị thấy kinh khủng không? Tại là thu nhập gia tăng là sao ạ? À, gấp chi gấp 9, gấp 10, là sở hữu tài sản rồi lum la chưa. Nên vậy thì các anh chị, cái điều đó nó đến từ đó là các anh chị đó đã học cái cách xây dựng mối quan hệ được với nhiều người, và học cái cách có thể bán hàng, có nghĩa là trao cái giá trị giúp đỡ được cho nhiều người, thì cái thu nhập của mình mới gia tăng nhiều như vậy. Anh chị nào ở đây mà chúng ta chưa biết thì mình còn phải học thôi ha. Các anh chị có thể tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân. Anh chị nào mà muốn đột phá về tài chính thì mình còn phải tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí vào chủ nhật tuần này ha. Đây là cái buổi cực kỳ quan trọng luôn. Anh chị mà không tham gia buổi này thì Diệp nói với các anh chị rằng là cái cuộc sống của mình sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đúng không ạ? Vì cái tư duy của mình mà không có chuẩn rồi là mình làm gì sao ạ? À, mình cũng thấy rằng là tiền vô nó cũng tiền ra hết trơn, nên là phải chuẩn cái tư duy trước cái đã.